Hello Mến, chào anh chị em và con mình đến với kênh Mây Xe Cổ Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam 68. Ngày hôm nay em review cho anh chị em mình xem một con xe CD50 96, hải quan chính ngạch ha. Bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc ha. Anh em có tâm tư, nguyện vọng gì cứ vui lòng ới bên em ha. Cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều. Giờ đây em review cái phần chi tiết con xe siêu phẩm này. 50 nha, hiện tại giờ rất là hiếm, rất là ít nha, những con xe mà đẹp như thế này đó. Lốc nào nha, rin 100% không bắn tốt bất cứ chỗ nào, rồi đạp đúng 7 màu luôn, bồ vĩ nè, cốp nè, đã không sang con à, lát xảy con 7 luôn, ốc tán là không có ram riết chỗ nào ha, sang con nè, này chưa có bắt kỹ nữa, này bắt kỹ phát nữa là mới căng luôn á, đang dơ nè, con cũng lu bu công việc nhiều quá nên cũng chưa có bắt kỹ lắm ha, để về cho nó mọc anh em mình về anh em mình bắt thêm cho nó có cảm giác sưu tầm xe mới ha. Dè yeah, sân rin nè, đã không, ngày bát xíu nữa là nó xảy con 7 luôn á, căm liền nè, căm thay mới nè, thay mới căm bên đó nha, chứ không phải căm ở Việt Nam luôn, căm thay mới nè, đất nền 96, vỏ đô lốp, vỏ đô lốp đó, chỉ sơ bộ thôi chứ mấy cái này không quan trọng, vỏ về mình thay thôi chứ có gì đâu mà nhật với nhiếc chi mà nhật nó nứt nó quá cũng xài cũng không được, nhiều anh em hay thắc mắc cái vụ là vỏ phải vỏ đúng da băng, thôi em cũng không phục vụ nổi, nhiều khi về nứt rồi phải thay, chẳng lẽ về để anh em mình chạy đâu có được, chạy nổ cái gây tai nạn chết luôn à, đó cầm niền nè, đùm nè, ba ga nè, ba ga hết sảy cò 7 luôn nè, thật sự luôn chịu không nổi, duyên nè, duyên lặp lại nè, nó đẹp màu xăng nè, cùm ghi đông nè, cái kiến đèn nè, bốn cái đèn xi nhan nè, rồi cặp ống xi hơi bị ngon luôn á, không mè ha, mặt bên đây nè mè tí tí xíu thôi chứ không có mè nhiều ha, đó đèn cày nè, cục máy hết sảy co 7 luôn nè, đó cá một sên, sân viên 100% không bắn tút chỗ nào nha, để anh em nhiều khi anh em không biết anh em cứ kêu em bắn tút, cái nào bắn em nó bắn, cái nào không bắn em nó không bắn, còn cái nào sơn nguyên con em nói sơn nguyên con đó. Rồi test máy cho anh em nghe nè, đó máy nổ thì thầm, còn bình kèn còi gì á thì anh em mình chốt thì em sẽ kiếm cái bình bỏ vô nha, tại vì xe để á nên là bỏ bình vô nó cũng hư à, bình khô để lâu nó cũng hư à, nên là bình kèn còi xi nhan thì anh em cứ yên tâm đó. Giờ em quay vòng cho anh em mình xem ha, đó. Rồi thời lượng cũng được gần được 5 phút rồi, quay nhiều quá anh em cũng coi cũng hết đâu, anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007 Zalo, em gửi hình chi tiết cho anh chị em và con mình xem chi tiết cận kẽ hơn nữa ha, cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều, hẹn gặp lại anh chị em và con mình
những cái video sau.